Dân, 3 năm qua Quy Thành này vẫn không có gì thay đổi, cũng như dù trải qua bao nhiêu năm sương gió, gương mặt phong trần này người ta cũng không dễ mau quên. Có nhiều trường hợp làm cho người ta nhắc đến người mình yêu, nhưng tôi chắc rằng ở đây lúc này Cúc nhắc đến tôi không phải để nhớ, để thương, để chờ, để đợi, mà Cúc nhắc đến tôi chẳng qua là một câu chuyện để mua vui. Chỉ trong một vài khoảnh khắc như mây chiều bơ vơ côi cút, đồng giữa lưng trời rồi cũng mơ màng theo gió bay đi. Tôi đến nơi đây chẳng phải cùng ai nhắc chuyện tao phùng. 3 năm qua bây giờ đã khác, em sắp có chồng giàu, tôi vẫn lạnh lùng với kiếp gió sương. Tôi ở nơi đâu giờ cũng lỡ lan rồi, tôi là người tình bị phụ hay bị phụ tình cũng đồng một nghĩa mà thôi. Phải để tiếc rẻ ân tình.
đường giao yêu mỗi bước thành nhân. Đời ta lẻn lối phong sương nở trần, biển trùng dương sóng gió ngoài khơi, âm thầm nghe tiếng thu rơi muôn đời dần nhớ. Tình mình ly tan, bà lại nhắc đến cái tên Trí nữa rồi. Rồi ông kỹ sư nghe được thì tôi biết ăn làm sao, nói làm sao để chạy tội cho bà đấy chứ. Lấy chồng mà khổ nói gì, lấy chồng là bước vào ngưỡng cửa cuộc đời quá mong. Rồi thì sau một thời gian ngập tràn hạnh phúc, bà cũng sẽ như ai tay bê tay bồng. Lúc bấy giờ bà đã đi vào bổn phận, bổn phận là vợ là mẹ, thì đâu còn thời giờ để nhớ chuyện ngày xưa. Không những bà sẽ quên đi cái tên hàng mạc từ, cái tên bà vừa bao là khó nhớ khó thương, mà ngay cả tên cung cơm của tôi là Trí, bà cũng sẽ quên luôn vì gánh nặng gia đình. Gặp tôi bà sẽ hỏi: ông là ai? Tới đây đi làm gì? Rồi bà cố môi trong trí nhớ. Khi nhận ra nhau rồi thì tôi với bà tóc đã ngả màu sương.